Chí Minh tổ chức cái ngày hội du lịch thành phố lần thứ 20 có một ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc mà thúc đẩy cái sự phát triển và liên kết giữa các cái vùng, đặc biệt là khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Quy mô của ngày hội ngày càng được mở rộng, đặc biệt là năm 2024 thì cái quy mô cũng như là các cái hoạt động rất là sôi động, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là thông qua những cái tham gia các cái chương trình sự kiện như thế này thì tỉnh Điện Biên sẽ giới thiệu được đến nhiều doanh nghiệp cũng như là du khách đến với Điện Biên. Tụ trung lại rất nhiều những công ty chuyên về du lịch nè, lữ hành rồi khách sạn, vé máy bay, vân vân. Hôm nay ngày hội rất là đông, rất vô cùng đông du khách đến ghé thăm nè, rồi có rất là nhiều công ty, các công ty về lữ hành, về du lịch, về vé máy bay. Năm nay là rất là sôi động, rất là vui, có sự chúng ta hoàn toàn nhìn thấy là khác biệt so với năm ngoái, rồi thấy là khách đến đông hơn và họ đến từ rất là sớm, và cái tâm lý của khách là đến đây để mà săn tour với giá rẻ so với khi mà bình thường.